đây là điều đặc biệt khi mình chạm cái tay nó vào. À, cây cột điện này được làm bằng gỗ chứ không phải làm bằng bê tông giống như ở Việt Nam. Đây cũng có một cái ô đất trống nè, phải không? Giữa hai cái nhà này cũng có một cái ô đất trống đó, đó để cho người ta có thể trồng rau trồng cây. Dạ Vương Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Sáng ngày hôm nay thì Vương Hồ tranh thủ thức sớm một buổi sáng để chia sẻ cho cô bác quý anh chị về một đôi nét về ga điện tại một ngôi nhà ngay tại thành phố Los Angeles, tiểu bang California ha. Hiện nay thì cũng gần 7 giờ thôi, không khí khá là trong lành và mát mẻ. Và phía sau lưng của Vương Hồ đây là những cái chiếc xe như cô bác anh chị biết là đây là những cái chiếc Camry ha của hãng Toyota. Của hãng Toyota. Và những cái chiếc xe này thì cứ đậu ngoài đường, tối là sẽ đậu ngoài đường như vậy. Theo Bùi Hồ được biết á thì một cái chiếc Camry như thế này á, nếu như mà chiếc xe mới ngay tại đất nước Mỹ á, cô bác anh chị biết không? Giá chỉ khoảng 25.000 đô thì khoảng 5-600 triệu tiền Việt Nam thôi. Mà nếu như mà ở Việt Nam mình hiện nay thì mua một cái chiếc Camry á thì xe mới thì nó khoảng hơn 1 tỷ, 1 tỷ rưỡi hoặc là 1 tỷ 8 tùy theo phiên bản. Và đây, ở đây thì người ta chạy rất là nhiều những cái chiếc xe sang ha. Như là ở đây cũng là một cái chiếc Camry nữa nè cô bác anh chị. Đó, đây là cái chiếc Camry nữa nè. Và cái chiếc này thì ở một cái tiểu bang nào đó thì người ta sẽ để ở trên này một cái chữ của cái tiểu bang đó nước đó và cái biển số xe ở đằng sau ha. Cũng giống như ở Việt Nam thì xe ở Mỹ thì cũng lái ở phía bên phải ha, có anh chị. Và đây là một trong một cái lối vào của một cái dãy ngôi nhà. Và có điều đặc biệt thứ hai á mà Mùi Hồ chia sẻ thì cô bác của anh chị cũng khá là bất ngờ, và cô bác của anh chị sẽ nghĩ không, chị nghĩ nó không bao giờ xảy ra luôn á. Đó là cái điều cây cột điện đằng sau này nè. Nhìn thì nó chỉ là một cây cột điện thôi đúng không? Và nếu như một Bùi Hồ không chia sẻ thì cô bác của anh chị sẽ thấy nó rất là bình thường. Vì nó là cây một cột điện thì ở trên đó nhất định nó sẽ có dây điện. Thì Bùi Hồ cũng nghĩ là vậy thôi. Lúc mới qua thì Bùi Hồ nghĩ ở đây lại nghe nói hệ thống điện của Mỹ thì lại âm đất hết, thì tại sao còn dây điện chằng chịt như thế ở trên này? Đó là cũng là một điều mà Bùi Hồ tự đặt câu hỏi khi mà đặt chân đến đây. Và điều thứ hai mà bây giờ Bùi Hồ mới chia sẻ cho cô bác của anh chị biết nè. Những cô bác anh chị sống ở Mỹ thì có thể bình luận thêm để góp ý cho Bùi Hồ thêm để cho mọi người hiểu thêm về cuộc sống của người dân ngay tại nước Mỹ ha. Đây là điều đặc biệt khi mình chạm cái tay nó vào. Cây cột điện này được làm bằng gỗ chứ không phải làm bằng bê tông giống như ở Việt Nam. Làm bằng gỗ nha cô bác anh chị. Làm bằng gỗ nha. Vừa hồi nhấn mạnh lại một lần nữa là trụ cột điện này được làm bằng gỗ. Có anh chị thấy không? Ở đây không biết là những cái mã số gì thì Bùi Hồ cũng không có gành lắm. Nhưng mà trên cái cây cột điện cũng có cái mã số luôn nha. Cái mã số của cây cột, thứ tự của cây cột điện hay như thế nào đó thì Bùi Hồ không có gành. Và ở trên đây thì cũng có một hệ thống dẫn điện nè, có đèn đường á. Có anh chị không? Và được chằng néo ở đằng đây. Đó, và cô bác quý anh chị nào có hiểu là hỏi là tại sao cây cột điện lại làm bằng gỗ mà không làm bằng bê tông cốt sắt giống như ở Việt Nam, thì Bùi Hồ có hỏi người bà ngay tại đây thì bà chia sẻ rằng ngay tại tiểu bang California này á là một cái tiểu bang thường xuyên xảy ra động đất. Mà nếu như mà khi mà xảy ra động đất nhiều như vậy á thì cây cột điện này á, người ta nghiên cứu rằng là cây cột điện này khả năng chịu động đất tốt hơn so với bê tông. Đó là thứ nhất. Thứ hai là nếu như mà cây cột điện này đổ ngã thì người ta sẽ dựng lại cây cột điện mới dễ hơn so với một cái đống bê tông đổ nát sau khi trận động đất đó xảy ra. Cô bác anh chị thấy nó bất ngờ và nó tiện lợi ghê chưa? Mà Bùi Hồ cũng mới vừa tìm hiểu được, biết là vì chính phủ Mỹ họ làm sao mà cho nó an toàn nhất có thể. Và những cái cây cột điện này nó được đặt ở ngay tại chỗ này với chất liệu là được làm nên từ gỗ. Vì hai yếu tố, một là tiểu bang California,
là nơi mà có thường xuyên xảy ra động đất, và chất liệu gỗ thì nó sẽ chống động đất tốt hơn so với bê tông. Thứ hai là sau khi trận động đất xảy ra thì những cái không còn những cái đống nát bê tông mà những cái khúc gỗ thì mình sẽ dễ dàng sửa chữa hơn, đúng không cô bác anh chị? Thì Vương Hồ nghĩ là như vậy và được chia sẻ như vậy, nên Vương Hồ chia sẻ cho cô bác anh chị được biết khi mà cô bác anh chị chưa đặt chân đến nước Mỹ á. À, qua đây ha. Và đây là cái ngôi nhà. Thường thì ở Bùi Hồ nắm được một cái thông tin ở những cái người dân Mỹ á, thì họ thích xây những cái ngôi nhà bằng gỗ hơn là những ngôi nhà bằng tường như thế này. Vì và thứ hai là xây ngôi nhà này nó không có cao lắm nha cô bác chị, nó thấp lắm. Cái ngôi nhà này nếu như mà Bùi Hồ ước tính á thì nó khoảng chừng đến cái phần nóc ở trên kia luôn thì nó khoảng chừng 3-4 mét thôi. 3-4 mét thôi. Và nhà quy cách nó vẫn giống giống nhau như thế này. Ờ, và tất cả đều ở ngoài có một cái rừng, cái lưới á, cái lưới rừng côn trùng. Tí xíu nữa thì Bùi Hồ qua nhà của một người bà thì Bùi Hồ chia sẻ cho cô bác quý chị rõ hơn về cái vấn đề đó. Thứ hai là xây thấp á thì sẽ khi mà động đất xảy ra thì cái ngôi nhà này nó chống chịu tốt hơn so với những ngôi nhà xây cao. À, đó là một trong những cái lý do mà Bùi Hồ muốn chia sẻ với cô bác anh chị. Và cô bác anh chị sẽ thấy ở trên clip Bùi Hồ vì sao những ngôi nhà ở Mỹ á, thường hay là xây thấp như vậy. À, và đây là những cái chiếc xe là cô bác anh chị thấy không? Và ở người dân ở Mỹ thì mỗi người phải có một cái chiếc xe riêng, và xe là phương tiện để đi làm. À, nên là nữ là không đi đoạn đường từ nhà đi làm đến nơi làm thì cũng khá là xa, nên là nữ là không có ai, anh chị em trong nhà cũng vậy nữa, không có ai có gian với ai được hết á. Vậy đi làm đoạn đường 5-70 cây số, khoảng 100 cây số, thì sử dụng những cái chiếc xe này chạy một mạch là tới luôn. Nên Bùi Hồ là khi mà qua bên đây đó thì các người con của bà đó có thời gian thì mới đi được, chở Bùi Hồ đi tham quan được Mỹ cho cô bác của chị biết được luôn. Hay ha. Này chiếc xe nó cứ đậu ngoài đường nhé. Ai, cô bác anh chị thấy không? Giữa hai cái ngôi nhà có một cái khoảng đất trống. À, đây là cái quy cách trong cái dãy nhà ở đây nha. Có một cái dãy đất trống thì ngang khoảng chừng 3 mét. Khoảng chừng 3 mét đó cô bác anh chị. Và cái dãy đất trống này là của cái ngôi nhà ở bên đây. À, để người dân ở trong cái ngôi sinh sống ở trong ngôi nhà này có thể trồng cây, trồng rau củ để mình sinh hoạt hàng ngày. Ví dụ như cà chua hay là xả hay là xoài hay là nhãn chẳng hạn. Và cái ô đất trống này đó dài dọc ra sao, có một cái bề ngang nhỏ đằng sau nữa, cũng như bên đây nè cô bác anh chị, đây nè, đây cũng có một cái ô đất trống nè, phải không? Giữa hai cái nhà này cũng có một cái ô đất trống đó, đó để cho người ta có thể trồng rau trồng cây. Đây Bùi Hồ chia sẻ cô bác anh chị biết nè, đây người ta cũng trồng rau, tận dụng nó để trồng rau ngồi thư giãn ha. Và ở trên cái số ở trên là cái số của cái địa chỉ của ngôi nhà cô bác anh chị. À, nhìn thấy cái cột điện là cô bác anh chị biết rồi ha. Rồi bây giờ mời cô bác anh chị vô đây, ở trong cái ô đất này trồng cái gì. Vậy đây là một cái ô đất của người bà của Bùi Hồ á, thì cho cô bác anh chị biết được luôn. À, ai đầu tiên đây là cái cây dây đậu que nha cô bác anh chị. Này nó trồng sau một thời gian thì nó cũng đã khô rồi, và bây giờ sử dụng cái này để mà làm giống lại để mà trồng lại. Ở đây có một cái hàng rào thì Bùi Hồ sẽ mở cái hàng rào này đưa vô ha. Ai, phải đi vô thôi, đi xíu nữa Bùi Hồ chia sẻ thêm cô bác anh chị nha, cố gắng đợi Bùi Hồ chia sẻ thêm thì cô bác anh chị sẽ thấy bất ngờ hơn. À, đây là dây leo này thì có một cái cây trúc nhỏ nhỏ để cho nó leo lên ha. Đây là đậu que. À, rau này là rau sạch nha, rau sạch, rau ăn heo thì luôn á. Và đây là cái giường, đố của cô bác anh chị biết cái gì, đó là cà chua á. À, những cái trái cà chua. Cà chua thì cô bác anh chị ở Việt Nam thì cũng rất là nhiều, nhưng mà cái cà chua đây nè,
tội nó cứ bọt mà trái cà chua đây. Hôm qua thì bà của Bùi Hồ thì hái hết một mớ rồi. Hôm nay thì Bùi Hồ đi coi lại quay cái trái cà chua chín chín cho cô bác anh chị biết. Ai thấy nó không? Rồi thấy rồi, thấy rồi. Đây. Đó. Đây. Ừ. Cái trái cà chua nó màu, cái màu đỏ nhiều ghê ha. Màu đỏ nhiều ghê ha cô bác anh chị. Cái trái này nó nhỏ xíu mà nó cũng màu đỏ luôn nè. Nhiều trái lắm, sai trái lắm. Và người bà của Bùi Hồ có nói là cà chua của bà thì không có cần phải xịt sâu hay xịt thuốc gì hết, trồng rồi để một thời gian cứ tưới nước cho đều, thời gian sau tự nó lớn lên. Đi ở côn trùng ở đây cũng khá là ít đúng không? Đó, được ba trái cà chua, côn trùng cũng khá là ít. Ây da, được ba trái cà chua nhìn ngon ghê ha. Cái trái này mà rửa sạch sạch là có thể ăn được luôn á. À, có thể là chùa có thể ăn được luôn. À, còn ở đằng sau đây nè cô bác anh chị, ở đằng sau đây nè cà chua này, cà chua của Mỹ. Ở đằng sau đây là cái chai bưởi hay sao, cây bưởi hay sao á. À, giống như cái cam cây bưởi vậy á, không có thấy trái, bây giờ cái trái nó đâu mất tiêu á, hình như là chưa có đợt để cho nó ra trái hay sao á. Mấy cái trái cà chua này đem vô ăn cơm là hết sảy luôn rồi. Cà chua này ở đây cũng mắc lắm nha cô bác anh chị. Hôm trước thì Bùi Hồ đi chợ là cái giá của một ký cà chua nó ngang ngang với lại giá của một ký thịt gà luôn á. Trời ơi, khủng khiếp thiệt. Ai à, ai à, cô bác anh chị thấy không, ngôi nhà nào cũng có một cái này nè. Cái này là cái lưới để ngăn côn trùng á. Mình khi mà mình mở cái ở trong để không có, cái nhà này thì có hệ thống máy lạnh ở trong hết nguyên cái nhà luôn. Nên khi mà mở cái máy ở trong thì mình còn cái lưới ngăn côn trùng lại. Bên đây cũng vậy. Lưới ngăn côn trùng lại ha. Ừ. Và đây còn có một cái hệ thống máy lạnh. Có một điều á, Bùi Hồ muốn chia sẻ với cô bác quý chị thêm. Chắc có lẽ là cô bác chứ quý chị khi mà đặt chân đến Mỹ thì cũng khá là bỡ ngỡ về cái đơn vị đo lường của Mỹ so với đơn vị đo lường của Việt Nam. Thì trước đây thì khi mà Bùi Hồ còn đi dạy học á, thì dạy cái học trò của mình á, là đơn vị đo lường là bắt đầu từ km, hectomet, decamet, rồi dần dần đến mét, rồi đến decimet, đến centimet, đến milimet. Đó là đơn vị đo theo độ dài, hoặc là đơn vị đo theo khối lượng. À, thì kilogram rồi gram. Tuy nhiên ở đơn vị đo lường của Mỹ thì khác ha cô bác anh chị. Đối với những cái chiếc xe ô tô hoạt động như thế này á, thì chạy cái đoạn đường dài á, thì người ta sẽ đo theo đơn vị là mai. Mà một mai của một mai á, thì nó tương đương với khoảng 1.6 km. Có nghĩa là một mai ở đoạn đường độ dài á, thì nó khoảng 1.6 km. Đó là đơn vị đo độ dài. Còn đơn vị đo thứ hai đó là đơn vị đo xe này chạy bằng Bùi Hồ, ví dụ xe này chạy bằng xăng đi ở Việt Nam, hoặc là bằng dầu á, thì ở Việt Nam mình á thì sẽ là mua một lít dầu, hai lít dầu, hoặc một lít xăng, hai lít xăng. Ở đây thì không tính là dầu hoặc là xăng, mà tính bằng ga lông. Thì một ga lông dầu nó khoảng 3.3, Bùi Hồ được biết thì khoảng 3.7 lít á, đây khoảng 3.8 lít á cô bác anh chị. Và dầu thì nó giá dầu ở Mỹ thì nó cũng theo Bùi Hồ được biết ở thời điểm hiện tại thì nó cũng ngang ngang với lại giá xăng dầu của Việt Nam thôi. Nó cũng tương đương, được gần tương đương thôi. Có nghĩa là một ga lông dầu thì nó khoảng, đơn vị đo lường thì một ga lông dầu thì nó khoảng 3.8 lít dầu. Một ga lông xăng thì khoảng 3.8 lít xăng. Và đối với những cái thực phẩm hoặc là những cái cần cân về trọng lượng á, như là rau củ nè, rau củ này nè, hoặc là thịt rồi đó, thì người ta sử dụng đơn vị là phao. Một phao thì Bùi Hồ được biết thì nó khoảng nửa ký. Một phao thì nó khoảng nửa ký. Thì ở trong tất cả các siêu thị á, thì đa số sử dụng cái đơn vị là phao để đơn vị đo lường về khối lượng.
Đó là một điều rất là lạ. Khi mà đặt chân đến Mỹ thì Bùi Hồ cũng có tìm hiểu sơ sơ. Thì cô bác anh chị biết có thể cho Bùi Hồ biết thêm. Ngôi nhà nó thấp lắm, nó khoảng chừng 2-3 mét cơ của Bùi Hồ thôi. Còn bây giờ để mời cô bác anh chị với Bùi Hồ vào bên trong ha. Và phía sau lưng của Bùi Hồ đây là một cái không gian bếp của gia đình của người bà ngay tại thành phố Los Angeles của California ha. Và bây giờ review không gian bếp điều đặc biệt cho cô bác của anh chị biết nè. Đây là cái hệ thống này là tự lắp luôn nè ha. Đó, do chính phủ tự lắp cho mình luôn. Có một cái đèn. Đây là cái máy hút ha. Thì ở Việt Nam mình thì làm cái này thì nó cũng dễ. Tuy nhiên có một điều đặc biệt như thế này nè. Nếu như nhà mình không sử dụng về bếp điện á thì mình sử dụng bếp ga. Và nếu như sử dụng bếp ga thì để đảm bảo an toàn thì ở đây sẽ đảm bảo an toàn bằng cách nào? Thì Bùi Hồ rất là bất ngờ khi mà muốn sử dụng ga ngay tại ngôi nhà thì hệ thống ga được lắp đặt theo hệ thống của chính phủ. Có nghĩa là ở đây không có bình ga nha cô bác anh chị, là hệ thống dẫn ga của chính phủ để mà mỗi khi mà đề phòng tình trạng mà có, ví dụ có xảy ra hỏa hoạn hoặc là xảy ra động đất thì chính phủ sẽ biết và sẽ tự động ngắt ga này. Đó. Động đất thì chính phủ sẽ tự động sẽ ngắt cái bếp ga này hết, không có cho hoạt động nữa. Hoặc là ví dụ như khu vực đó đang xảy ra hỏa hoạn thì chính phủ cũng sẽ tự ngắt luôn. Và bây giờ Bùi Hồ bật lên cái cho cô bác anh chị biết ha. Nhẹ nhàng. Nhận luôn cái chứ. Nhận vô. Đây đúng không? Bùi Hồ cũng không gần. Đây. Vậy là mình nhẹ thôi. Đó. Nó không có kêu cái cốc nữa. Nè cô bác anh chị thấy nè. Đó, vậy là nó mồi lửa rồi đó. Hay ha. Và đây. Đây là cái này gọi là giống như là khô cá lóc ghim á. Khô cá lóc ghim chua chua ngọt ngọt, ngon lắm. Cực kỳ ngon, cái này ăn với cơm là bắt cơm lắm. Với lại ăn với dưa leo với cà chua là ngon hết sảy luôn.